Các bạn nghĩ xem một cục sạc nhỏ gọn như thế này mà nó có thể lên đến được 20.000 mAh đấy. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một loại sạc dự phòng 20.000 mAh với kích cỡ nhỏ gọn như thế này thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái thiết kế là nó hơi dày một chút, và đằng sau chúng ta sẽ có cái MagSafe để sạc không dây cho iPhone hoặc là Android có hỗ trợ sạc không dây. Điểm nhấn của em này, chúng ta sẽ có tổng cộng ở đây là 4 đầu, trong đó sẽ có 2 đầu sạc vô, một đầu là Type-C, một đầu là Lightning, còn 2 đầu còn lại là Micro USB-A. Thì với hai cái đầu này chúng ta sẽ có hai công suất, một công suất sẽ là 18W và công suất còn lại là 22.5W. Các bạn có thể sạc cùng lúc hai thiết bị cùng một lúc, và đương nhiên là nó sẽ hỗ trợ sạc nhanh cho những thiết bị này rồi, đặc biệt là iPhone là Samsung. Với mức giá thì học sinh sinh viên một chút, nhưng mà học sinh sinh viên repeat, mức giá khoảng 790.000 cho một cục sạc dự phòng siêu bự như thế này. Các bạn nghĩ xem nó tiện lợi cho các bạn thì các bạn có nên mua này không? Hiện tại cục sạc dự phòng này đang bán tại Bạch Long Store. Nếu anh em nào đang cần những thiết bị để đi phượt, ví dụ như pin dự phòng, thì các bạn có thể tới ngay tại Bạch Long Store. Mình sẽ để đường link phía bên dưới.